Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy. Và mình là Andy đây. Nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, cũng như là để lại bình luận cho mình. Và có thể share, like, rủ hỏi chị em bạn gì xem cũng được. Còn nếu thích nữa thì bạn có thể follow Instagram của mình ở đây. Mình thường hay post, mình thường hay đăng những cái bài linh tinh ở trên đó. Rồi mình có một kênh Tarot thứ hai nữa, đó là Tarot Bánh Quy. Thì đối với Tarot Bánh Quy thì mình nghiêm túc hơn, mình làm về self love, phát triển bản thân, dự đoán tuần, dự đoán tháng. Thì khu vườn nhỏ thì mình chỉ làm về tình cảm. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề mình nghĩ ai cũng thích, mình cũng thích. Chủ đề đó là một buổi hẹn hò trong tương lai. Thì cái người này thì có thể là người yêu hiện tại của bạn, cũng có thể là người yêu tiềm năng của mấy bạn. Thì đối với mình thì mình sẽ chia như thế này. Ba lá đầu thì mình sẽ mô tả về cái người mà bạn hẹn là ai trước cái đã, và mình sẽ có sticker để nói rõ thêm thông tin của người này. Ba lá sau thì mình sẽ nói về tình huống, làm sao mấy bạn hẹn gặp, làm sao, hoặc là không gian các bạn gặp. Tức nghĩa là mình không mặc định nó là cái gì, mình chỉ mặc định trong đầu kiểu như là không gian, tình huống, thời gian, khung cảnh, cảm xúc hay cái gì đó liên quan đến gọi là cái môi trường xung quanh thôi ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ nói về cách chọn ba lá bài, chọn ba tụ. Thì cũng như mỗi khi thì mình vẫn yêu cầu các bạn chọn trước là bằng cảm giác của các bạn, rồi sau đó mới chọn là bằng đá. Thì nếu nó khớp nhau thì xem tụ đó, nếu nó không khớp nhau thì các bạn vui lòng chọn lại. Thì bây giờ mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài đi, mình sẽ để đá vào sau khoảng thời gian là 8 giây. Giờ mình sẽ có ha, tụ số 1 là cái cục đá vuông. Mình không có để tên đá là gì hết và mình cũng không quan tâm nó là đá gì ha. Tụ 2. Tụ 3. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Thì trước khi đi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh ở đây để giúp mình phát triển kênh, và để lại bình luận cho mình, cũng như là follow Instagram của mình ở đây. Bây giờ mình sẽ giải bài mô tả một buổi hẹn hò trong tương lai của bạn. Đầu tiên đó là người và bạn sẽ hẹn hò sẽ là, đầu tiên chúng ta có The Magician. Ôi dồi ôi, 4 gậy. Thì impress luôn, xuất sắc, bài lên gọi là xuất sắc nha mấy đứa. Ây da, tại bạn biết sao không? Thứ nhất là đây là mấy lá rất là đẹp. Thứ hai á, 4 gậy á là một cái buổi hẹn hò nó sẽ rất là romantic. Nhưng mà thật ra cái này mô tả về người. Nếu mà mô tả về người á thì mình nghĩ cái người mà bạn sẽ hẹn hò, người này là một người, từ từ đợi mình tí này. Người này sẽ là một cái người á mà bản thân người này giỏi, mình công nhận họ sẽ giỏi tại vì họ có The Magician. Bản thân họ sẽ giỏi. Thứ hai nữa là xung quanh họ, bạn thấy không, có rất là nhiều thiên thần. Thì mình nghĩ cảm giác người này cũng là người có ngoại hình, hoặc là họ là người có một cái sức ảnh hưởng, hoặc là có một cái mình không gọi là hào quang, nhưng mà kiểu giống như là người ta thu hút được người khác, người ta có sức ảnh hưởng lên người khác. Hoặc là người này có khả năng, thật ra The Magician là người có khả năng kiểm soát người khác á. Magician cũng khá là thông minh, cũng khá là người sống, mình dùng từ lý trí, và bản chất của người này là người biết mình muốn cái gì. Thành ra cái người mà bạn hẹn hò, mình cảm giác người này là người có thể đôi khi là người của công việc, cũng không hẳn lắm, tại vì mình mới có một lá thôi. Có thể là người có khuynh hướng làm việc gọi là hơi chú tâm đi, nói như vậy đi cho dễ. Rồi một cái nữa là mình thấy người này là trẻ này có thể hiểu là trẻ so với tuổi, hoặc là trẻ hơn so với bạn cũng được, nhưng mà mình chắc chắn người này trông sẽ phải trẻ hơn. Mình nghĩ là cái ngoại hình của họ còn trẻ và sáng. Bản chất của người này là người sẽ chủ động, hoặc là sẽ có những cái mình cảm giác là họ sẽ có những cái hành động cho cái cuộc hẹn này. Mình nghĩ có thể bạn không cần phải quá chủ động trong cái buổi hẹn này, mình nghĩ bạn chỉ đơn thuần là bà đi impress, giống như là lên quần áo xong rồi xúc bạn đi thôi.
hoặc là mút băng đi thôi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình cảm thấy người này là một người khá là lãng mạn. Mình nghĩ có thể họ sẽ hẹn ở một cái nơi, mặc dù mình biết là bài chưa có đi vô cái phần miêu tả là cái nơi hẹn hò, nhưng mà thực sự mình nhìn mình đã thấy rồi, mình cảm thấy cái lá bốn gậy này nó đại diện cho cái môi trường. Nhưng mà thôi, mình chỉ nói tạm thời sơ sơ thôi, để họ qua ba lá kia thì mình nói tiếp. Thì mình chỉ biết là người này họ muốn đi tìm một cái nơi mà có thể cho hai người có gọi là có một cái không gian tương đối, gọi là không, gọi là nó không quá trang trọng nhưng mà nó cũng không quá xề xòa. Tại bản chất của The Magician là người chú ý đến đến hình thức, chú ý đến bề ngoài, thành ra người này họ sẽ để tâm đến cái nơi mà bạn hẹn hò. Chẳng hạn như thứ nhất là nơi đó phải sạch, phải phải gọi là phải vừa tầm. Thứ ba nữa là phải có một cái đủ không gian riêng để hai người có thể nói chuyện, hoặc là đủ cái môi trường, hoặc là, nhưng mà nó không quá gọi là trang trọng để cho nó gọi là nó gây khớp cho hai người. Mình cảm giác đó là cái người này họ muốn cái buổi hẹn hò này diễn ra một cách giống như là nó giống như là mình dùng từ casual, nó mà là cái chữ casual cũng không hẳn đúng, kiểu giống như casual nó kiểu giống như là theo lẽ thường, hoặc là kiểu giống như nơi làm việc công sở đồ á. Nhưng mà như vậy thì nghe nó khô khan quá, nhưng mà mình cảm giác nó là typical, kiểu giống như là một cái truyền thống, giống như là đi hẹn hò thì sẽ hẹn ở khách sạn, nhầm, không phải hẹn ở khách sạn, hẹn ở nhà hàng, hẹn ở quán ăn, quán cà phê. Cậu không hiểu tại sao trong đầu là có thể nhả ra được cái chữ khách sạn này. Hẹn ở một cái nhà hàng, rồi một cái nơi nào đó, hoặc có thể là nơi này là một cái nơi mà thoáng đãng, một cái nơi mà có thể giống như là nơi mà cái giới, một cái giới nào đó, một cái tầng lớp nào đó họ hay tụ tập. Giống như ví dụ mấy bạn trẻ thì sẽ hẹn hò ở ở những cái khu vực gọi là mà mấy cặp đôi hay hẹn hò, ví dụ như vậy, thì người này họ cũng sẽ có cái khuynh hướng như thế. Mình cảm thấy người này họ sẽ, mình nghĩ là họ chỉnh chu trong cái câu chuyện hẹn hò này, bởi vì cái người này á, mình thấy là họ cũng sẽ ăn vận, sẽ ăn bận hoặc là ăn vận, hoặc là sẽ lên lên đồ theo một cái gọi là cũng hơi thơm thơm xịn xịn mịn mịn, nhưng mà nó cũng không có quá gọi là ghê gớm. Bản chất của người này thì họ đi tìm một cái đối tượng, một cái người, cái buổi hẹn hò của họ, họ đi muốn đi tìm được một cái người mà có thể nên, mình gọi là nên duyên, hoặc là một cái người mà có thể cho họ cái cảm giác có thể là gần gũi nè, thoải mái nè. Một cái người mình cảm giác người này nghiêm túc trong cái buổi hẹn hò này, bởi vì họ vừa có The Magician, họ vừa có The Impress. Nếu mà Magician không á, thì họ chỉ hẹn hò bởi vì họ cảm thấy giống như là cho vui, hoặc là kiểu giống như là để cho biết thôi, hoặc là để giống như để coi có tiềm năng hay không. Tại vì mình nói là họ có rất là nhiều thiên thần xung quanh, nhưng mà có thêm The Impress tức nghĩa là người này họ có thích bạn, họ có mong muốn gọi là tiến sâu hơn, hoặc là đầu tư vào cái mối quan hệ này. Tại mà chưa kể dừng lại ở đó nữa, chúng ta còn có thêm bốn gậy, tức nghĩa là người này họ muốn thiết lập một cái mối quan hệ, hoặc là người này họ chỉ hẹn hò khi mà hai người đã có một cái nền tảng, một cái sự kết nối gọi là đủ ổn, thì họ mới mới gọi là giống như mới set up một cái buổi hẹn hò giữa hai người để cho nó gọi là thắt chặt thêm tình thương mến thương với nhau. Và mình nghĩ giống như là người này họ muốn bạn thấy rằng là họ thật sự là quan tâm và để tâm đến đến bạn. Bây giờ bật mí về người này ha, chúng ta có cái này mình hình như là mình biết, hình như nó băng keo giấy, băng keo giấy á, giấy băng keo giấy, hoặc băng keo giấy đi ha, băng keo giấy nha, mệt quá. Băng keo giấy á thì người này có thể là người làm công việc liên quan đến văn phòng, những công việc mà đòi hỏi sự coi văn, nói chung những cái gì mà làm trong văn phòng nói chung, hoặc là công việc liên quan đến giấy tờ thủ tục đồ nhiều thì sẽ sử dụng cái đó. Rồi chúng ta có một cái cối xay gió, thì mình nghĩ người này là một cái người chậm mà chắc. Mình luôn luôn cảm giác cối xay gió là người chậm mà chắc, an toàn vững chãi, là người sống khá là gọi là khép kín cũng như là nội tâm, bởi vì mình thường thường mình thấy cối xay gió là chỉ đi vô trong nó mới biết nó ở trong nó như thế nào thôi, chứ ở ngoài là nhìn không có biết. Rồi chúng ta có thước kẻ, này thước gì ta, Ikea hả ta, phải không ta, lâu quá rồi không biết nữa. Còn cái thước tròn tròn mà có độ là cái thước gì ta, tròn tròn mà bầu qua nhìn nè, hình hình giống như nửa vòng tròn á, thước là độ hả, còn này là Ikea đúng không, lâu quá rồi mất định hướng rồi. Thì nói chung nếu mà cái này thì có thể người này là giáo viên dạy toán có thể là giáo viên cũng được, tại vì có giáo viên mới xài mấy cái quỹ này chứ có ai đâu xài. Ở còn 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 kiến trúc sư, hoặc là những người liên quan đến nghề vẽ thiết kế đồ họa, đồ họa thì cũng không biết, chắc có vẽ tay mà. Số 2 thì có thể là họ sinh tháng 2, ngày 2, hoặc là một cái gì đó, số 2 gọi là số đặc trưng của họ. Và chúng ta có số 11, đây có thể thì người này sẽ làm ngày 11 tháng 2, ngày 2 tháng 11, ngày 13, ngày 4, vân vân, hoặc là tháng 4, tháng, kiểu giống vậy. Hoặc là có thể bạn sẽ gặp họ, hoặc là bạn sẽ hẹn hò với họ trong vòng 2 tháng nữa, 11 tháng nữa, 11 tháng nữa thì hơi xa, bỏ 11 tháng đi, có thể là 11 ngày nữa.
hoặc là có thể đồ vào tháng 11 chẳng hạn, vân vân, hoặc có thể họ sinh tháng 11 cũng được. Bây giờ mình sẽ qua ba lá kế ha, là cái gọi là tình huống hoặc là không gian hoặc là môi trường xung quanh, hoặc là cái buổi hẹn nữa sẽ như thế nào. Chúng ta có ba tiền, rồi chúng ta có ba kiếm, và chúng ta có ba cốc. Cái này là không có lựa bài được nhá, nhưng mà khá là thú vị. Nó mình vẫn cảm giác mình là người gọi là kéo bài nó lên rất là trùng hợp. Ba tiền, ba kiếm và ba cốc, thiếu ba gì ta, thiếu ba gậy. Ơ không sao, được, thiếu ba gậy thì được, nhưng chứ có ba gậy thì hơi chua. Ba tiền, đây là sẽ là một cái buổi hẹn hò mà ở đó mình cảm giác cái không gian của buổi hẹn hò á, ban đầu nó sẽ hơi gọi là tịch mịch một chút xíu, nó sẽ hơi gọi là nó giống như kiểu là bị sượng các bạn. Mình cảm giác cái không gian ban đầu nó rất là khô cứng, tại vì đây là một cái gọi là một cái mình nhìn cái lá này á, mình cảm giác hai hướng. Một á, nó là một cái động đá và ở trong đó người ta đang gọi là đục đẽo, thành ra mình cảm giác nó rất là cứng, rất là dày. Thứ hai, đây là một cái bản vẽ thảo bằng viết chì, gọi là vẽ nét thanh nét đậm hoặc là đánh khối á, thì dù cái là cái mỏ đá hay là cái bản vẽ gọi là nét thanh nét đậm đánh khối á, thì cái nào nó cũng đòi hỏi rất là nhiều công sức và sự tỉ mỉ cũng như là thời gian. Thành ra mình nghĩ ban đầu có thể cái mối quan hệ này nó cái buổi hẹn này nè, nó sẽ đi rất là chậm, hoặc là nó sẽ kiểu giống như là nó đi theo từng bước, giống như ví dụ như là đầu tiên vô là sẽ hỏi thăm, sẽ hỏi han, sẽ kiểu giống như lên lịch. Đúng rồi, ba tiền thì có thể là lên lịch trước, hoặc là có thể hỏi dò trước là dạo này làm sao, có định đi đâu hay không, có bận, giống như là họ sẽ đá một vòng trái đất luôn rồi họ mới đi vô cái tâm điểm là nếu ngày đó rảnh thì mình hẹn, kiểu giống vậy. Thứ hai nữa là có ba kiếm. Ba kiếm thì mình cảm giác cái buổi hẹn hò này nó có thể là một buổi hẹn hò mà trong đó các bạn sẽ nói rất là nhiều những cái thứ gì đó liên quan đến gọi là tâm tư bên trong, một chút gì đó liên quan đến những cái cảm xúc riêng tư. Có thể nó liên quan đến chuyện cũ, có thể nó liên quan đến những cái gọi là cái tâm tư chia sẻ của đôi bên về nhau, hoặc là về bản thân của người đó, hoặc là về bản thân của bạn. Tức nghĩa là sẽ có một cái chuyện gì đó nó liên quan đến vấn đề cá nhân sẽ được khui ra hoặc là được bàn ra trong cái buổi gọi là hẹn hò đó. Mình vẫn cảm giác cái buổi hẹn hò này, theo mình cảm nhận nha, thì buổi hẹn hò này sẽ là chiều tối hoặc là khi phố đã lên đèn. Tại vì mình cảm thấy ở đây nó không, và buổi hẹn này có thể sẽ rất là muộn, hoặc là nó sẽ một là nó rất là muộn, hai là nó sẽ đến vào một cái khoảng thời gian là chiều tà chiều tối. Tại vì thứ đây là mình cảm giác cái lá ba tiền này, thật ra cái lá này nó bị ố vàng rồi, thành ra mình cảm giác đó là chiều. Còn cái lá ba cốc á, thì mình cảm giác là khi người ta hóng chuyện á, thì không lẽ mới sáng sớm mà đi hóng chuyện đúng không? Nhưng mà thiệt ra cũng có, nhưng mà tại vì cái lá ba cốc đó là mình cảm giác là đi hóng chuyện á, hoặc là kiểu giống như là lên đồ ngủ xong rồi đi hóng, thành ra mình nghĩ giống như là nó sẽ nằm buổi tối hoặc là chiều tối nhiều hơn, lúc đó là rảnh rỗi hết công chuyện để làm rồi. Mình cũng cảm giác cái buổi hẹn hò này cũng sẽ có những lúc rất là vui, cảm giác giống như là hai bạn sẽ gọi là nhìn nhau, hoặc là sẽ có những cái những cái câu hỏi mà nó mang tính gọi là chơi đùa, bông đùa, kiểu giống như là ủa tại sao thích nhau, hoặc là ủa như thế này, ủa như thế kia. Tức nghĩa là có những cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là đùa cợt, hoặc là hơi giỡn, dựa trên những cái gọi là thói quen, sở thích, hoặc là một trong hai người sẽ khá là người ta gọi là into, mình cũng không biết dịch làm sao, nhưng mà kiểu giống như là fall into, kiểu như là chìm đắm, say đắm, hoặc là mê mẩn cái người kia bằng cái việc gọi là nhìn ngắm, hoặc là ngước nhìn, hoặc là hai bên sẽ có gọi là những cái eye contact, kiểu như là những cái ánh mắt, những cái sự những cái ánh mắt, những cái sự quan sát, những cái mình không biết có cử chỉ đụng chạm không, nhưng mà mình cảm giác hai bạn ngồi cũng gần. Cái không gian hoặc là cái cảm xúc, cái môi trường ở chỗ này á, thì bản thân mình cảm thấy là cái buổi hẹn này nè, nó sẽ không gian môi trường, cái buổi hẹn thì mình sẽ cảm giác nó mình không biết sao, nhưng mà mình cảm giác giống như là cái sượng của bạn á, ban đầu nó phải bự lắm bạn, mình cảm giác nó bự thiệt là bự luôn. Xong rồi bắt đầu mấy bạn mới ngồi, mình nghĩ sẽ có một người trong hai người sẽ, mình dùng từ là có thể gọi là phá vỡ cái gọi là cái bầu không khí bằng cái việc làm họ quyết định họ đào vô luôn. Hoặc là có thể là một trong hai người có thể giống như là sẽ gọi là có khuynh hướng ngồi nghe nhiều hơn là hoặc là cả hai người cũng được, có mong muốn ngồi nghe đối phương nói nhiều hơn là chính bản thân mình nói. Nhưng mà thật ra nếu hai người đều muốn nghe hết rồi rốt cuộc ai nói. Cái buổi hẹn hò này mình cũng cảm thấy nó sẽ
mình sao mình cảm giác cái chỗ này là vừa có thể ăn được bạn, mình cảm giác cái chỗ này vừa có thể ăn được, hoặc là vừa có thể gọi là có thể là chỗ uống nhưng mà có kèm theo ăn. Nhưng mà theo cả cá nhân của mình thì đây là chỗ ăn có kèm theo uống, tại vì tức nghĩa là một cái quán ăn nhưng mà có kèm theo chỗ uống. Nhưng mà theo bài á, thì nó lên là mình lại cảm giác cái chỗ này nó sang sang mọi người, mình cảm giác nó hơi sang sang, nó không phải là một cái chỗ mà trung bình đâu, tại vì mình cảm giác có rất là nhiều đá, mình cảm giác ở trong đây nó có rất là nhiều đá giống như là tường gạch đồ, hoặc là cái thiết kế của nó mang cái phong cách kiểu hơi châu Âu, hoặc là cái kiểu phong cách gọi là mình không biết dùng từ sao, nhưng mà giống như là một modern modern art 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 modern art, phong cách thời gọi là mình không biết là phong cách thiết kế thời trang, phải không, phải thiết kế thời trang nó là cái gọi là theo một cái xu hướng, một cái trào lưu, không phải trào lưu nữa, nói chung là một cái phong cách thời thời thượng thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu giống như là nó hiện đại nhưng mà nó ấm cúng á. Mấy bạn làm trong nghề kiến trúc chắc mấy bạn sẽ biết một cái từ chuyên ngành của nó nghe hay hơn, mình dịch nghe thô quá. Mình cảm giác cái nơi này á, cái buổi nói chuyện của hai bạn, cái không khí á, nó sẽ, mình nghĩ có thể là bạn hẹn với người này vào lúc có mưa bạn, tự nhiên mình cảm giác ở trong đây nó sẽ có mưa, hoặc là trời chuyển mưa, hoặc là hai bạn sẽ có một cái phút giây nào đó trong cái buổi hẹn đó nha, nó rất là lãng mạn luôn, mình cảm giác nó siêu lãng mạn luôn, kiểu giống như là nó đầm cái bầu không khí xuống rồi hai người sẽ kiểu giống như là ngồi nhìn một cái gì đó, hoặc là ngồi, hoặc là một trong hai người sẽ có một cái chủ động giống như là nắm tay nhẹ nhàng, hay là xoa đầu vuốt tóc, hay là cái gì đó liên quan đến gọi là hành động, nhưng mà nó chỉ ở mức đụng chạm bên ngoài, gì ngoài sơ sơ kiểu như gì đụng tay nắm tay hoặc là vuốt tóc thôi, chứ hoặc là tựa vai là nhiều lắm rồi á, mình không có nói nó xa hơn như là hôn hay là cái gì đó ghê gớm. Mình cảm giác ở đây nó là một cái gì rất là thuần túy, rất là tinh khiết, tại vì thật ra mối quan hệ này mới có 3 tiền với 3 cốc thôi, thành ra nó chỉ là nó đang là một cái buổi hẹn hò thiên về gọi là tìm hiểu đục đẽo cái mối quan hệ để có thể hiểu rõ hơn cái góc độ bên trong của mỗi người, và chỉ muốn xem coi là cái người kia với mình nó có phù hợp theo cái độ gọi là cái mức độ gọi là vui vui với nhau chưa, có một cái chemistry, một cái chất xúc tác với nhau hay không, tại vì ba ba cốc là chất xúc tác, 3 kiếm là đồng cảm, và 3 tiền là nền tảng để xây dựng, còn 3 gậy là giống như nếu mà có 3 gậy vô là hẹn xong, không biết có hẹn nữa hay không, thành ra mình nói là không có 3 gậy thì còn đỡ, chứ còn có 3 gậy lên thì kiểu giống như là hẹn về sẽ cân nhắc có hẹn tiếp hay không. Thì đó là cái mà mình có thể thấy dành cho những bạn chọn tụ 1 nhé. Xin chào các bạn chọn tụ số 2 hen. Thì trước khi vào vào phần giải bài, các bạn có thể subscribe kênh để ủng hộ mình, để giúp mình phát triển kênh. Follow Instagram của mình ở bình luận, follow Instagram ở đây, chia sẻ kênh và để lại bình luận cho mình. Mô tả một buổi hẹn hò của bạn, đầu tiên là người mà bạn hẹn hò sẽ là ai. Đầu tiên thì chúng ta có 9 tiền, ô lộn 7 tiền. Cái lá này mà tại sao có thể vẽ thành 7 tiền được nhỉ? Thật là vô lý. 7 gậy. Ê, tụ 1 hồi nãy nó có 3, 3 tiền, 3 kiếm, 3 cốc một lượt luôn. Còn tụ này có khi nào 3 lá 7 không ta? Chắc là không rồi đó, chắc mình lâu lâu được lần thôi, đâu có đâu được hoài. Buổi hẹn hò là sao thấy mặt mệt thôi vậy? Người mà bạn hẹn hò sẽ là người như thế nào? Người mà bạn hẹn hò sẽ là một người, người này tính kỳ lắm bạn ơi, tính của người này kỳ lắm, cái kỳ ở đây không phải kỳ cục đâu, tính kỳ ở đây là kỳ lạ, tại vì mình thấy bản chất của người này bình thường á, có thể họ là sẽ một người ăn mặc nó rất là mình không dám, mình cảm giác người này khi hẹn hò với bạn họ sẽ không có phải là người thật của họ nữa, hoặc là có thể họ sẽ phải đổi lên một cái gọi là đổi giao diện, hoặc là họ có thể là hơi khác so với bình thường. Vì sao mình nói vậy? Bởi vì mình thấy đây là 7 tiền, tức nghĩa là người này xuất thân hoặc là hoàn cảnh gia đình của họ không có tệ, nhưng mà không biết sao tới họ đi hẹn hò với bạn họ tự nhiên họ đổi gu ăn mặc, họ chuyển sang một cái phong cách giống như là phong cách phương Tây hay là phong cách phương Đông gì đó, tức nghĩa là nó đổi theo một cái xu hướng là từ A sang B hoặc là từ B sang A, nó ngược với nhau hoàn toàn. Bản chất của người này bình thường có thể là một người rất là hoạt náo, hoặc là kiểu người không, từ hoạt náo thì nó hơi quá, kiểu người nó rất là kiểu giống như là nó chỉnh chu, nó tề, nó được chỉnh chu, nó được kỹ lưỡng, gói 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 lại hết, tức nghĩa là một cái thứ gì đó nó nguyên, gọi là nguyên đai nguyên kiện á bạn, nó rất là ổn định. Nhưng mà khi hẹn hò với bạn á thì người này họ lại trở thành một cái phiên bản người là lúng túng vụng về, hoặc có cái gì đó nó giống như là nó mất đi cái phần tự tin ở trong đó.
bản chất của người này á, thì mình thấy họ mong muốn cái buổi hẹn hò này á, nó sẽ, thật ra người này có thể họ không nghĩ tới cái chuyện hẹn hò với bạn, tại thật sự mình cảm thấy á, cái việc hẹn hò với bạn nó là một cái gì đó, nó vừa là thử thách mà nó vừa là về cái gọi là cái nỗi sợ trong họ. Không phải là họ sợ hẹn bạn, mà mình thấy cái họ sợ ở đây là cái mối quan hệ này nó có tiềm năng để đi hay không. Tại vì mình thấy người này ngày xưa thì họ công nhận là họ trông mong nhiều vào một mối quan hệ lắm. Nhưng mà hiện tại thì họ đã bớt mà trong ngóng nó đi nhiều lắm rồi. Bởi vì họ cảm thấy giống như là sau bao nhiêu thứ, giống như là bao nhiêu thứ nó trải qua trong cuộc đời họ, họ cảm thấy giống như là liệu cái mối quan hệ này nè, nó có đi xa hơn hay không, hay là nó sẽ như bao nhiêu cuộc hẹn hò khác. Dĩ nhiên mình không nói là người này là ngày xưa họ ăn chơi, hay là họ đèn đúm, hay là họ gọi là hái hoa bẻ cành. Ở đây cái vấn đề nằm ở chỗ đó là bản thân của người này ngày xưa họ là một cái người cũng nghiêm túc, cũng đàng hoàng, hoặc là họ cũng là một cái người khá là kén cá chọn canh đó. Và có thể họ là một người rất rất là quan tâm đến độ dài lâu và bền vững của một mối quan hệ. Thành ra trong cái mối quan hệ này, khi mà bắt đầu hẹn hò với bạn, họ sợ là không có dài lâu. Có thể nhiều bạn sẽ thấy lạ là tại sao chưa hẹn mà sao sợ dài lâu rồi. Thì mình có thể giải thích trong một số trường hợp đó là bản thân của người này họ kỳ vọng nhiều, là một. Thứ hai nữa là đôi khi con người ta có những cái linh tính hoặc là những cái trực giác gì đó nó hay lắm. Tức nghĩa là bạn gặp một người nào đó, bạn có thể cảm nhận được là cái mối quan hệ nó ổn hay không. Thì người này có thể họ cũng có là một người có thể có trực giác như vậy. Tại vì mình thấy có vẻ giống như người này họ nghĩ là có thể nha, một trong hai khả năng đó là bạn với cái người này có vấn đề gì đó về khoảng cách. Tức nghĩa là hai người ở xa với nhau, hoặc là hai người không có thường xuyên gặp mặt nhau được, hoặc là cái lịch làm việc, cái thói quen sinh hoạt giữa bạn với họ ngay từ ban đầu đã khác nhau rồi. Giữa bạn với cái người này có thể một trong hai người là người không có nhiều lắm niềm tin vào tình yêu, hoặc thậm chí cả hai đều không có niềm tin vào tình yêu nhưng mà vẫn hẹn. Thì bởi vì mình mới nói cái câu chuyện hẹn hò của bạn nó rất là kỳ lạ chứ không phải là kỳ cục. Rồi nó có một cái người này nè, khi mà hẹn hò thì mình cảm giác cái bản chất của cái người này luôn luôn có một cái sự sợ, một cái nỗi niềm, hoặc là một cái kiểu người họ sẽ không có khuynh hướng kể nhiều câu chuyện của họ. Mình cảm giác cái buổi hẹn hò này nó sẽ hơi bằng phẳng, nó sẽ hơi gọi là ngang, cái không khí của nó mình cũng cảm giác nó khá là tĩnh mịch đó. Kiểu giống như ví dụ như là vô là giống như gọi món, xong cái ăn xong cái nói xong cái ăn xong cái nói xong cái ăn là hết. Mình cảm giác cái buổi hẹn hò nó sẽ rất là nó giống như là một cái mạch nó đều luôn á, thay vì mạch nó còn đập lên đập xuống, không còn này là mạch này nó ngang qua hết luôn từ đầu cho tới đuôi. Bởi vì có thể giống như là người này á, họ không biết phải gọi là nên nói gì, hoặc là nên hỏi như thế nào, hoặc là nên gọi là phát triển câu chuyện ra làm sao. Có thể là trong đầu họ hoặc là trong lòng họ biết là mình phải nên giống như là nói nè, nên hỏi thăm nè, nên bắt chuyện nè, nên làm quen nè, nên chủ động nè, nhưng mà khi mà gọi là bước vô câu chuyện thì họ lại bắt đầu họ kiểu giống như là họ chạy theo bạn, hoặc là họ bị bạn dẫn dắt nhiều hơn là họ dẫn dắt bạn. Hoặc có thể bạn là một người khá là chủ động, hoặc là bạn sẽ là người tấn công họ nhiều hơn là họ tấn công bạn. Người này thì mình không đọc được nhiều thông tin nữa, nhưng mà mình chỉ biết người này có thể là một người, nếu mà họ là một người thông minh đó, thì mình cảm giác người này sẽ là một cái người khá là kỹ lưỡng, kỹ tánh, và họ có sự gọi là chắc ăn trong từng lời nói. Công việc của họ mình cũng thấy khá là ổn định. Thì bây giờ mô tả về người này ha, thì chúng ta có lá gọi là, cái này là cái gì ta, hình trái tim với số 1, cái này của Instagram của ông ta. Nói chung thì đại loại thì mình cảm giác người này có thể là người mà bạn quen biết qua mạng xã hội, hoặc là có những cái gì nó kết nối liên quan qua mạng xã hội. Nói chung người này là một người thích uống trà sữa, hoặc là trân châu đường đen, hoặc là những cái gì nó liên quan đến gọi là thức uống có vị ngọt. Chúng ta có một cái trái tim mang tên chicken nugget. Mình đọc cái chữ này theo kiểu là gọi là phỉ báng chicken nugget. Chicken nugget. Mình nghĩ người này là một người ăn ít, hoặc là họ ăn linh tinh lặt vặt nhiều. Tại vì hai món đồ ăn vặt rồi, trà sữa với gọi là gà chiên. Không phải là gà chiên đó, mà là thịt vụn gà đem đi chiên. Thì mình nghĩ người này ăn ít, ăn linh tinh, ăn lặt vặt nhiều, hoặc là kiểu người thích ăn những cái thứ vui vui miệng. Bản chất người này mình nghĩ cũng là người biết rất là nhiều thứ, nhưng mà có vẻ giống như là phải đúng rà đúng đài của họ họ mới nói. Nè, lại thêm một món ăn vặt nữa, này là trà trái cây chuối, hoặc là nước ép trái cây vị chuối dâu. Nói chung cái vị này thì cũng đã thử qua rồi, nó cũng ngon nhưng mà nó hơi ngọt, mà nó thơm lắm.
các bạn có số 22 thì có thể ngày này sinh tháng 2, tháng 4, ngày 22, hoặc là có thể bạn sẽ gặp họ trong vòng 22 ngày tới. Còn gì nữa không ta? Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới phần tình huống ha, hoặc là môi trường. Chúng ta có ra trại tình huống ở môi trường 10 kiếm, 5 kiếm, bài thấy ghê trời, 9 gậy, của hẹn hò gì cục. Môi trường ha, môi trường hẹn hò hoặc là không gian buổi tối, cái này bao tối luôn. Đây là một buổi hẹn hò vào buổi tối hoặc là khuya. Khuya thì chắc hơi ghê nhưng mà chắc buổi tối đó, tối là luôn á, tối là tức nghĩa là tối từ tối từ 8 giờ đổ lên đó, hoặc là 7 rưỡi, hoặc là cái nơi đó phải tối. Mình cảm giác là cái không khí hẹn hò giống như mình mô tả nãy rồi đó, mình nói nó rất là tĩnh mịch, nó tì, nó rất là u ám, hoặc là nó rất là một chiều một mạch. Nghe thì nó hơi gớm nhưng mà thiệt sự là nó sẽ hơi gớm thiệt. Mình cảm giác cái không gian hẹn hò nó sẽ hơi chỗ này sẽ rất là vắng nha, chỗ này sẽ rất là vắng nha, thông báo trước nha. Rồi hoặc có thể đây là một cái quán hoặc là một cái không gian mở mà ở đó mình cảm giác giống như là có khả năng cái chỗ mà mấy bạn muốn hẹn là các bạn không đi được, mà các bạn phải chuyển sang một cái chỗ hẹn mới. Bởi vì một là cái chỗ của bạn muốn hẹn á là nó bị có vấn đề gì đó mà hụt, phải chuyển qua một cái chỗ hẹn mới. Mình thấy có hai chỗ hẹn, một là chỗ rất là đông, hai là chỗ rất là vắng. Mình không biết chỗ nào là chỗ sẽ có vấn đề. Rồi có sẽ có sự di chuyển. Cái không gian của buổi atmosphere dịch là sao ta, không gian của ông ta, cái không khí, cái không khí của cái buổi hẹn á, nó sẽ là nó hơi mình cảm thấy nó sẽ là một cái buổi nói chuyện mà nó mình định dùng từ không đầu không đuôi, nhưng mà ý của mình ở đây không phải là một cái câu chuyện không đầu không đuôi, mà là một cái buổi nói chuyện mà nó rải khắp các gọi là các mặt trận á, kiểu giống như là đá đang đá sang sở thích, xong rồi là đá qua công việc, xong rồi là đá qua gọi là gia đình, xong rồi là đá qua chuyện bạn bè. Tức nghĩa là câu chuyện nó rải rất là nhiều mục, nó không có thống nhất hoặc là nó không có chiều sâu. Nó là một cái câu chuyện giống như là nói chuyện xã giao nè, nói chuyện bâng quơ nè, nói chuyện tào lao mía lao trên trời dưới biển nè, nói chuyện thời sự nè, nói chuyện người xã hội tùm lum nè. Rồi một số bạn thì mình cảm giác cái buổi hẹn hò này nó sẽ là một cái buổi mà mình cảm giác giống như là nó hơi mang tính tra tấn một chút xíu. Có cái gì đó mình cảm giác giống như là họ sẽ hỏi nhiều về họ sẽ một bên sẽ tấn công hỏi liên tục, còn một bên gọi là sẽ đáp trả, hoặc là mình cảm thấy giống như giữa hai người để phá vỡ được cái không khí ban đầu, cái gọi là cái sượng sùng ban đầu giữa hai người nó sẽ hơi khó. Mình cảm giác giữa hai người có một cái sự phòng thủ nào đó nhất định với nhau. Cái buổi hẹn hò này mình cảm thấy giống như là mình có nói cái này nhưng mà mình nghĩ chắc một số bạn sẽ không thích lắm, đó là có khả năng á, là một trong hai người ngay từ đầu khi mà hẹn hò á, thật sự không có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này, hoặc là chỉ định hẹn hò cho vui, hẹn cho biết, hoặc là hẹn chơi chơi đặc biệt đang chán thôi. Tại vì mình thấy là một bên là chín gậy thì chắc chắn là chỉ hẹn bởi vì cảm thấy giống như là tại hẹn nên mình hẹn. Còn 10 kiếm á, thì chắc chắn là hẹn bởi vì kiểu giống như là lỡ hẹn hẹn nhưng mà cũng không mong đợi gì. Còn chín gậy thì còn mong đợi, nhưng mà 10 kiếm là không có mong đợi gì hết, hẹn gì vậy hẹn thôi. Cái không khí còn cái gì nữa ta, có thể là đây là một cái không gian mở, một cái quán mở, một cái môi trường mình cảm giác các bạn sẽ là đi mình nghĩ là các bạn sẽ đi ăn á. Mình thấy có dao muỗng nĩa rất là nhiều, có dao muỗng nĩa, có thái, có cắt. Đồ ăn thì mình nghĩ sẽ ngon, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ ngon với một bên thôi, nó không ngon với bên còn lại. Tức nghĩa là có thể là một người thích ăn cái món đó, giống như ví dụ như hẹn hò mà dẫn nhau đi ăn sushi, hay là dẫn nhau đi ăn một cái món gì đó mà một bên thích một bên không á, giống như ví dụ như mình không biết ăn đồ Nhật đi, thì bạn dẫn mình đi ăn sushi, ăn đồ sống đi, hoặc nhưng mình vẫn đi nhưng mà kiểu giống như là mình không có thích ăn lắm. Hoặc là có thể là hai người hẹn nhau ở một cái nơi mà một trong hai người có vẻ như không thiện cảm lắm, chẳng hạn giống như ví dụ như bạn không thích quán A nhưng mà tự nhiên cái thằng đó nó dẫn bạn vô đúng ngay cái quán mà bạn không thích luôn, hoặc là vô tình hữu ý giống như là bạn không có thích ăn món đó, hoặc là bạn không có thích uống nước đó, thì vô tình người này đã đặt hoặc là chọn cái món đó. Mình cảm giác nó có cái gì đó nó bị gọi là bị hố. Rồi
Còn gì nữa không ta? Nhưng mà không sao, mình cảm giác cái buổi nói chuyện này á, thì từ từ nó sẽ mở ra, nó sẽ mở cái câu chuyện ra, chứ nó không phải ụp mịch luôn nguyên một cả buổi nói chuyện. Mình chỉ cảm giác là khúc hạ màn á thì nó sẽ vui, nhưng mà khúc khúc bắt đầu màn á thì nó hơi bị gớm gớm. Xin chào các bạn trong tờ số bà, xin chào các trái mè, mình sẽ mè các bạn trong cái clip này. Để coi. Các bạn có thể subscribe kênh ở đây để ủng hộ mình và để lại bình luận chia sẻ cũng như là follow Instagram của mình ở đây. Mô tả người mà các bạn hẹn hò ha trong tương lai. Đầu tiên thì chúng ta có năm cốc, chúng ta có bảy kiếm, chúng ta có the devil. Sao trời, ôi giời ơi, đúng là nghe thiệt rồi. Cười một miêu tả người mà bạn sẽ hẹn hò. Thật ra bài thì lên hơi xấu, nhưng mà mình có thể đọc ra được cái người này. Thật ra người này không phải là người xấu, họ chỉ là người không tốt mà thôi. Nói trời chứ, bản chất của cái người mà bạn hẹn hò, người này là một người có rất là nhiều tổn thương. Ở trong cái lá bài năm cốc á, bộ bài này á, đó là quả phụ áo đen. Thì dĩ nhiên, nhưng mà nó không phải là trong phim kinh dị gọi là quả phụ áo đen đâu nhá. Người này mình cảm giác là người từng trải qua hoặc là từng chịu đựng hoặc là từng chịu nhiều cái tổn thương liên quan đến tình cảm. Bản chất của người này thì mình thấy họ là một người, thật ra cái bó hoa trên tay người này cầm là hoa hồng trắng, thành ra mình nghĩ bản chất của người này là người sống vẫn rất là tình cảm, và họ là người sống yêu thương cũng như là khá là quan tâm đến chuyện tình cảm, tất nhiên là họ đặt nặng cái vấn đề tình cảm, họ là người rất là chung thủy. Nhưng mà tại sao bài của họ lên là có bảy kiếm và the devil, thì bản chất của người này, bởi vì nhiều khi mình nói rồi, họ là người chung thủy, họ là người sắc son. Và bạn biết rồi đó, cái bộ áo cưới màu đen á, ở đây nó đại diện cho cái việc là họ không có buông bỏ được, hoặc là họ còn bị chìm trong quá khứ á. Không phải là bạn sẽ hẹn với một người gọi là còn yêu người cũ, có thể trong một số trường hợp nó sẽ đúng, nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ á, có thể là người này họ có thiếu niềm tin, họ thiếu niềm tin đối với cái môi trường xung quanh, hoặc là họ thiếu niềm tin trong chuyện tình cảm, nhưng mà bởi vì nó liên quan đến tổn thương trong trong quá khứ. Người này có thể là người từng bị lừa, hoặc là từng bị những cái tổn thương liên quan đến lừa gạt, liên quan đến bỏ đi, liên quan đến đổ vỡ trong hôn nhân, trong tình cảm, hoặc là có thể là họ rất là thiếu thiếu những cái niềm tin liên quan đến yếu tố tình cảm. Người này có thể sống trong một cái thế giới, trong một cái không gian mà chỉ có một mình họ là chính. Có thể bạn bạn với cái người này á, có thể là có thể trong một số trường hợp bạn với người này có những cái khúc mắc gì đó với nhau từ trước. Tại vì mình thấy là cái mối quan hệ giữa bạn cái bụi bạn cái người này á, với bạn á, mình cảm giác giống như là nó giống nhau chứ không phải là nó khác nhau đâu. Mình thấy giữa hai người nó có những cái sự tương quan, ví dụ giống như á, bạn cũng có thể là một người rất ít nói, cũng có thể là một người cũng thiếu lòng tin ở người khác, hoặc cũng có thể là kiểu người không phải dễ để chia sẻ những cái cảm xúc cá nhân của mình với nhau. Tức nghĩa là hai người đều có những cái nỗi sợ liên quan đến sự cam kết, hoặc là những cái nỗi sợ liên quan đến làm sao để bày tỏ để người ta hiểu được mình, hoặc là để người ta có thể cảm nhận được tình cảm của mình, hoặc là hai người thậm chí không thể hiện, không biết cách thể hiện tình cảm. Bản chất của người này thì mình cảm giác là một người suy nghĩ rất là nhiều. Trong cái câu chuyện tình cảm với bạn á, thì có thể cái buổi hẹn hò này mục đích của họ là để coi coi là mình cảm giác người này đang trong cái giai đoạn gọi là phá vỡ đi những cái thói quen cũ. Tức nghĩa ví dụ sao ngày xưa là họ không có niềm tin vào tình yêu đúng không, thì bây giờ họ thấy được ở bạn là có một cái tiềm năng trong chuyện tình cảm, nhưng mà bởi vì họ 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 cũng đang trong cái giai đoạn mở lòng á, bạn hiểu không, thành ra họ từ từ họ muốn từ từ đánh giá coi cái mối quan hệ giữa bạn với họ nó có một cái tiềm năng, nó có một cái cơ sở, nó có một cái nền tảng nào hay không. Và họ để cho họ giống như họ lột, ban đầu là họ có một cái khăn trùm, sau đó là họ lột cái khăn trùm, họ đeo mặt nạ thôi, rồi họ hở được phân nửa cái mặt của họ ra, xong tới cuối cùng thì họ chui vô một cái gọi là một cái lồng kiến. Có thể thấy được mọi thứ nhưng mà nó vẫn có một cái lồng bảo vệ, tức nghĩa là người này họ sẽ cởi bỏ từ từ những cái lớp của họ ra, hoặc có thể là họ mong muốn là giữa bạn với họ có thể cởi bỏ những cái lớp lang nào đó ở đây.
để cho cái mối quan hệ nó có thể gọi là được phát triển, hoặc là cái buổi hẹn hò này nó sẽ giúp cho hai người có cơ hội tìm hiểu hoặc là hiểu về nhau nhiều hơn dưới một cái gọi là góc độ hoặc là một cái thước đo nào đó. Tại vì mình cảm thấy người này kiểu họ họ mình vẫn cảm giác giống như là họ mình cảm giác người này á, ở trong đầu họ họ luôn luôn có những cái phân vân nào đó ở đây. Còn nếu mà bạn nào mà hẹn hò với người cũ, có thể là bạn hẹn hò với một người nào đó bạn đã từng biết, hoặc cũng có thể là bạn hẹn hò với một cái người mà ban đầu bạn không thấy tin tưởng lắm, bạn cảm giác không an toàn, bạn cảm giác bất an với họ. À, về cái người này á, thì thật ra mình cảm giác người này là người sống khá là cá, mình gọi là sống khá là tách biệt với thế giới xung quanh, hoặc họ là người sống bí ẩn, hoặc là khó có ai hiểu được họ, hoặc là họ ít cho ai hiểu, hoặc là có thể người này là một cái người mình nghĩ là họ là một người sống tình cảm nhưng mà trong sâu trong lòng họ nó là một cái lý trí rất là mạnh, hoặc là họ có khuynh hướng kiểu giống như là họ bảo vệ những cái phần gọi là bên trong của họ một cách rất là tỉ mỉ và khéo léo. Thì ở đây mình sẽ có thêm những cái lá ha, chúng ta có số 10, có thể là họ sinh tháng 10, tháng 1. Chúng ta có trên gọi là núi hoặc là một cái hồ hồ bên 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 chân núi, thì mình nghĩ có thể người này là một người sống ở một nơi thích gọi là yên bình yên tĩnh, hoặc là thật ra bài của họ lên nó cũng khá là yên yên tĩnh với yên bình, hoặc có thể họ là người sống về đêm, hoặc là kiểu người mình cảm giác là tại vì nếu mà sống trên núi thì nó cũng không có gần người khác đó. Mình cảm giác người này rất là xa, rất là gần, rất là xa xa không có gần. Chúng ta có quét cái này đọc là Wednesday của người ta thứ tư á, thì mình có thể là người này thứ tư trong gia đình của họ, hoặc là có thể bạn có số 4 có cái gì đó quan trọng với người này. Rồi chúng ta có cái gì ở đây, chúng ta có một cái Ferris wheel, tức nghĩa là cái bánh xe định mệnh, the wheel of fortune á, hoặc là kiểu giống như là số 10 á, hoặc có thể đây là gọi là cái vòng đu quay. Thì mình nghĩ người này là một người, mình vẫn nghĩ người này lãng mạn, mình vẫn cảm giác người này là người lãng mạn hoặc là người si tình, hoặc là họ là một cái kiểu người gọi là lựa cơm gắp mắm, kiểu liệu cơm gắp mắm, tức nghĩa là họ luôn luôn kiểu như là chuẩn bị sẵn tinh thần cho rất là nhiều thứ. Cái cuối cùng thì người này có một cái lá gọi là lá này là lá the sword ở trong cái bộ cloud, còn ở trong đây thì nó ghi là lá chariot, là lá số 7 ở trong tarot. Thì cái mình cảm giác nếu mà lá số 7 thì người này là cung cửa giải á, hoặc là cung nước sông ngư, hoặc là bò cạp. Thật ra sông ngư thì bò cạp những cái vai này nó cũng giống hết, cái vai gọi là u ám hoặc là cái vai mà gọi là mơ mơ hồ hồ khó hiểu á, thì nó cũng hợp. Còn nếu là sai đó thì người này là người khá là thẳng tính, cũng khá là nghiêm túc, khá là nghiêm khắc. Chưa kể nữa có thể là người này là người có thể mình gọi là sống khá là có đức tin, hoặc là sống theo dựa trên một cái niềm tin, hoặc là một cái tôn giáo, nói chung là có ảnh hưởng gì đó về tôn giáo cũng ở trong đây khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ qua tiếp tới gọi là trải nghiệm của buổi hẹn hò nó sẽ như thế nào ha. Chúng ta có lá năm cốc một lần nữa nè, đúng ngay cái vị trí đó luôn. Chúng ta có lá nữ hoàng kiếm và chúng ta có lá người đưa tin kiếm. Đối với mình thì cái buổi hẹn hò này á, bạn đi hẹn hò với một người rất là hèn xịn đó, bạn hẹn hò với một người rất là xịn đó. Xịn ở đây tức nghĩa là một người rất là thông minh, rất là giỏi. Nó có thể năng lượng của người này nó hơi u ám, hoặc là nó hơi nghiêm túc một chút, nhưng mà bản chất của người này là một người rất thông thái và rất là thông minh. Người này là người như mình nói, cái trải nghiệm của mình đối với người này là mình cảm thấy là họ là một người trải qua nhiều nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên họ rất 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 là trưởng thành, thậm chí có thể là họ trưởng thành hơn cả bạn. Bạn có thể chỉ là Page of Swords thôi, còn họ là lên tới Queen of Swords luôn rồi. Trong cái buổi hẹn hò này á, thì người này họ muốn coi là giống như ví dụ ha, bà này là gọi là tộc trưởng trong một cái bộ tộc phải không, còn bạn là một cái con người là một cái con, nếu có thể là con bà, hoặc là một cái đứa mà gọi là bạn nghĩ là sau này bà sẽ truyền ngôi hoặc lại á, thì bà giống như bà đang rèn luyện với bạn. Tức nghĩa là cái không khí của cái buổi hẹn hò này nó sẽ giống như một cái buổi gọi là thi, hoặc là một cái buổi khảo sát đánh giá gì đó. Mình cảm giác bạn với họ sẽ vẫn hẹn hò vào buổi buổi chiều tối trong một cái không gian khá là yên tĩnh, trong một cái môi trường rất là cổ điển, nó rất là truyền thống. Tất cả là hẹn hò ở một cái quán cà phê hoặc là một cái quán nước, tại này bạn thấy không, ly nước, quán nước hơn là quán ăn. Mình cũng cảm giác cái nơi này á, nó vắng,
nó có một cái không gian tương đối ấm cúng gần gũi, nhưng mà nó mang tính gọi là sang sang một chút, hoặc là nó cũng mang tính gọi là tương đối phù hợp với gọi là cái vị thế của hai bạn với nhau. Mình cảm giác người này là một người không có gọi là quan trọng lắm đến cái gọi là cái gọi là cái bề ngoài, nhưng mà nếu không có bề ngoài và không có sự thông minh thì cũng không hẹn hò được với người này đâu. Tại vì mình thấy người này là một người chỉnh chu, là một người mình cảm giác là mình thấy khi đi hẹn là mình thấy người này họ ăn mặc rất là kiểu giống như là mình dùng từ là mang tính hơi hơi, có thể là người này thích đeo phụ kiện, có thể là thích đeo đồng hồ, thích đeo nhẫn, thích đeo vòng tay lắc tay, hay là có thể giống như là họ đeo những cái phụ kiện nào đó liên quan đến trang phục của họ không chừng. Rồi người này sẽ là một người mình thấy là trong cái buổi nói chuyện giữa hai người với nhau á, thì mình nghĩ người này sẽ hơi, hoặc người này sẽ muốn biết về bạn nhiều. Bạn sẽ cảm giác như đôi khi người này hỏi những cái câu hỏi có thể họ hỏi rất là ít, nhưng mà họ hỏi câu nào là chắc câu đó hoặc là chất lượng câu đó luôn á. Mình cảm giác người này muốn nghe bạn nói nhiều hơn là họ muốn hỏi. Họ hỏi ít thôi nhưng mà họ hỏi chất lượng. Người này cũng là một người họ chỉ trả lời những cái mà bạn hỏi, chứ người này sẽ không kể nhiều quá về bản thân họ. Bởi vì ở đây không phải là người này họ muốn giấu, mà bởi vì người này họ cảm giác giống như là cái thứ mà họ kể ra nó có thể làm cho cái không gian, cho cái buổi hẹn hò này, cái không khí của cái buổi hẹn hò này nó sẽ bị trầm hoặc là bị lắng. Mình cảm giác cái buổi hẹn hò giữa hai bạn nó sẽ rất là chậm rãi, hoặc là nó kiểu giống như là nó từ 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 từ, thậm chí có thể cái buổi hẹn hò này ngay từ cái lúc bắt đầu á nó sẽ sượng, nó sẽ rất là sượng luôn, nó sượng cho tới gần hết buổi luôn á thì nó mới mở mở cái câu chuyện ra được một chút. Và mình cảm giác giống như là có thể người này sẽ hỏi bạn nhiều về cái vấn đề về quá khứ, hoặc là có thể họ sẽ hỏi nhiều về cái cảm xúc của bạn dành cho họ, cũng có thể là họ sẽ hỏi nhiều về những cái gọi là cái kết nối giữa bạn với họ. Tức nghĩa là họ sẽ thắc mắc là ủa tại sao bạn thích mình, mình thích bạn là vì lý do A nhưng mà bạn thích mình tại sao, hoặc là kiểu giống như là bạn nghĩ những cái mối quan hệ giữa hai đứa sẽ như thế nào, có khả năng phát triển hay không. Tức nghĩa là họ hỏi những cái câu mà mang tính gọi là để thăm dò rất là nhiều. Ở đây thăm dò ở đây không phải là người ta kiểu giống như nói bạn giàu nghèo hay là thông minh hay là ngu ngốc hay là kiểu giống như là chê hay là gì, nhưng mà họ muốn coi coi là giữa bạn với họ có một cái sự tương quan nào với nhau hay không. Tại vì ở đây có Queen of Swords với Page of Swords, tức nghĩa là họ muốn coi cái sự tương hợp, cái sự giống nhau trong hình ảnh. Mình cảm giác người này có kỳ vọng về bạn, có mong ngóng hoặc là có những cái gọi là cái chờ đợi trong đối phương, chứ không phải là người này họ chỉ đơn giản là một cái người hẹn cho vui cho có. Nhưng mà bản thân của người này trong cái buổi hẹn họ sẽ nghĩ rất là nhiều nha, họ sẽ nghĩ rất rất là nhiều. Mình thì mình không đọc được thêm thông tin về gọi là cái lý do hoặc là cái tình huống, nhưng mà mình cảm thấy có thể là bạn hoặc là họ, mình nghĩ có thể hai người sẽ phải lên lịch trước mới gặp được nhau, hoặc là phải gọi là hẹn nhau trước, chứ mình cảm giác đây không thể nào là một buổi hẹn hò mang tính gọi là nhanh gọn lẹ được. Tức nghĩa là không phải nói là nay nhắn tin là nay rảnh hôm đi hẹn hò không, mình nghĩ phải trước đó giống như phải nói là bây giờ định là thứ đó đi đó, đi gặp chỗ đó đó, có đi được hay không, nếu đi được thì báo thì mới hẹn. Và mình cảm giác cái buổi hẹn này nó sẽ có thể, nếu mà một số bạn, có thể hai bạn làm việc chung môi trường với nhau, hoặc là có một cái gì đó giống giống với nhau, giống như là cùng tan làm ra rồi đi hẹn, hoặc là cùng học xong rồi đi hẹn. Tại vì mình thấy có hai bạn có một cái cùng gì đó ở đây, giống nhau về công việc, giống nhau về 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 một cái tình huống nào đó, rồi sau đó nó mới dẫn tới cái việc là hai bạn quen nhau rồi bắt đầu mối quan hệ. Và mình cảm thấy giống như là cái mối quan hệ này á, khi mà hẹn hò với nhau á, hai bạn cái độ chia sẻ, cái độ cởi mở của hai bạn á, nó sẽ được mở rộng hoặc là phát triển dần bằng thời gian, bằng cái việc mà trao đổi. Tức nghĩa là buổi hẹn hò mình thấy nói rất là nhiều, nếu mà nói được á, mở lòng được á, thì sẽ nói rất là nhiều, nói rất là sâu, nhưng mà mình vẫn cảm giác là hai bên có một người có vẻ như không thật lòng lắm, hoặc là không nói hết câu chuyện ra, vẫn còn giữ giữ lại một cái gì đó ở trong rất là nhiều.